trực tiếp nói với anh là mang ơn anh mà không có được, cũng như chuyển lời với em là nói mang ơn anh rất là nhiều với cô bác trong ngoài nước giúp đỡ giùm cho em những ngày em khó khăn ở ngoài. Ảnh rất là mang ơn nhiều. Dạ. Ảnh vui lắm. Vui hả? Em cũng vui. Ảnh còn mấy tháng nữa ta? Dạ, ảnh nói anh Tết anh về. Tết anh về hả? Dạ. Tết là mãn hạn luôn hay sao? Dạ, là hết hạn luôn đó. Tết Tết này hay Tết năm sau? Tết này nè. Lại vậy là còn 2 tháng nữa. 2 tháng hay tháng mấy vậy đó. Em cũng nhờ anh giúp đỡ giùm cho em những ngày em khó khăn với cô bác trong ngoài nước, em rất là mang ơn nhiều. Ủa Nhi sao vừa mặt buồn buồn hay vậy? Nhi thì xích lại đây coi con. Cảm ơn để giúp đỡ cho con, để có cái mái ấm, một gia đình. Con nghĩ là con đang mơ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ đang tiếp tục đang có mặt ở thành phố Hồng Ngự của tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay thì trước mắt cô bác quý anh chị đó là hình ảnh một cái rất là quen thuộc mà cô bác quý anh chị đã xem ở những video clip trước đây. Đó là một cái căn chòi được che bằng một cái miếng bạt như thế này. Đây là nơi sinh sống của gia đình của chị Nguyệt gồm chị và ba người con của mình. Thì hiện nay thì hôm nay đến đây cô bác quý anh chị có vẻ là khá là bất ngờ khi mà đồ đạc thì một số vật dụng còn ở đây nhưng mà người thì không còn ở đây nữa. Chị đã, chúng ta thấy là đã dọn đi hết rồi. Hôm nay mình đến đây mình cũng không có cho chị hay. Thì để biết được chị như thế nào thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ xuống một cái nơi ở mới mà chị Nguyệt đang sinh sống nha cô bác quý anh chị. Và đây là cái đoạn đường mà mình dẫn cho cô bác quý anh chị đi đây. Hiện nay thì gia đình của chị Nguyệt không còn sống ở trên cái mái chòi như lúc nãy Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị nữa, mà chị đã xuống ghe sinh sống. Bùi Hồ cũng có quay một cái clip mua cái ghe đó. Và cũng trong quá trình mà mua xong thì Bùi Hồ cũng nhận được sự ủng hộ của rất là nhiều của từ Mạnh Thượng Quân đó. Nên Bùi Hồ đã nhờ cái anh Được mà trước đây làm một cái chiếc ghe cho anh, mái ghe cho anh Xuyên đó. Nhờ anh lắp cho chị một cái phần mái ở trên. Ôi ghê quá. Ôi. Đó. Nhờ làm cắt giống một cái mái che giống như là của anh Xuyên luôn. Đó. Rồi sau đó Bùi Hồ nhờ bạn của mình, bạn lúc trước lắp năng lượng mặt trời cho anh Xuyên làm luôn. Tại vì trong quá trình mình đi làm á, mình không có thời gian nên mình phải nhờ anh. Tại vì thấy anh Được thì làm cũng rất là chắc chắn. Và đây, đây là cái nơi mà Bùi Hồ muốn nói đến, đó là cái chiếc ghe mới của chị Nguyệt. Dạ, anh chào các chú nha. Dạ. Ôi, mình đi lên đường bên đó hả chú? Dạ, đây là cái chiếc ghe mà đợt trước Bùi Hồ có quay clip lên là mua cái chiếc ghe này của chị kia lại 19 triệu đồng. À, con thấy hơi nghiêng nha chú ha. Anh Được có bàn với anh Được là con có bàn với anh Được là đi mua cái thùng phi á, mà anh Được nói là thôi mua, người ta nói là kinh nghiệm, người ta nói là mua cái cây gáo nó sẽ chắc chắn hơn hả chú? Khó độn phi. Đây là cái nơi ở mới của chị Nguyệt đây. Cô bác của anh chị sẽ thấy ở đây nè, ở đây được che bằng một cái bằng mái tôn, có một cái mái ra tất cả dừng tôn ở đây, làm được hai cửa sổ hai bên. Và đây là cái hàng rào để giữ an toàn cho các bé. Làm không gà mấy ngày rồi bác? Tại 4 ngày. Bác làm dạ? Làm mấy ngày rồi bác? Ngày nay nữa 4 ngày. Dạ, nay nữa 4 ngày. Là mình làm xuyên suốt luôn, thấy anh gỡ xuyên suốt luôn á. À, đấy anh quay clip gỡ cho em á. Rồi đến đâu là ảnh làm ở nhà rồi đem xuống đây gáp luôn hả bác? Làm cho nhà ngày. Làm ngày xuống đây mới gáp. Dạ. Ở đây là mình ba người làm. Dạ, thôi mang dép cho Thí đi ha. Hôm trước có cái chiếc ghe của chị đó, thì cái phần ở ngoài trước này nhìn nó ở dưới này nó khẩm ở dưới, nhìn thấy ghê lắm. Không có đi được. Hôm nay là Bùi Hồ nói thôi được là anh làm cho em cái phần thiết kế dáng ở dưới này. Sẵn làm cái phần mái ngoài trước giống như là một cái nhà này để mình có thể mình vui chơi luôn. Đó, mà cái phần dáng ở dưới này so với cái chỗ be gió này đó thì nó là bao nhiêu hả chú ha? Không biết được. Bây giờ Được có mua không à? Dạ anh Được làm hết ha. Chút xíu anh Được xuống. Vậy mà là bữa nay nữa xong không chú?
Nay nó xong rồi. Nay nó xong ha. Nó hơi nghiêng, hơi lắc lư. Này anh được nói là mai mốt gì anh mua anh cặp vô đó. Cặp vô nữa. Còn nữa. Ơi. Ơi ở đây nè, phần ở dưới này là xong hết rồi nè chị. Cái phần này từ đây đến đây dài nói đây ở ngoài sau này là mình để ngủ nè. Ở ngoài sau này để chỗ này để ngủ nè. Ở ngoài trước này là để cái không gian mình ăn uống mình chơi. Từ lúc đó mình cũng ngủ cho là ở dưới này nè. À. Còn, mình xuống đây ở mấy ngày rồi? Em xuống ở được 3 ngày. Vui không chị? Em vui lắm. À mà hôm trước là trước tiên là đó đi phần năng lượng mặt trời. Đó cái phần máy em ghê không? Ở có điện một bóng đèn, năng lượng mặt trời địa bạn mình hôm trước lắp. Ở đây là một cái giống như con xiên luôn á. Và giá tiền nó bằng nhau luôn. Rồi Nhi sao hôm nay vui không? Dạ con chưa tính hết cậu. Vậy hả? Anh ơi cái ngày qua cái anh gì á, anh nói chờ anh lại gửi cái này cho anh. À anh Duy bạn em á. Em cũng không biết là anh kia. Dạ. Anh kia là đưa cho anh. Cái anh mà lắp điện á hả? Dạ, dạ đúng rồi. Cũng có gửi cho em. À, hôm trước lắp cái phần điện này cô bác với anh chị là pin, cục pin á, pin ở trên mặt trời là 3.2 triệu, cái bình là 2.3 triệu, cái bộ kích là 1.750.000, cái sạc là 450, dây với phụ kiện là 550, hai đèn với lại 80 đèn, rồi công 400 là 8.945.000. Em mới vừa chuyển khoản luôn rồi, em mới vừa chuyển khoản cho bạn em luôn rồi. Em biết ngày qua anh à. anh nói chừng nào anh có lại á là gửi giùm cho anh. À. Rồi em qua anh không lại thôi chứ bữa nay anh lại em đưa. Ừ. Thôi bây giờ bây giờ em giữ đây ha. Em đi thăm chồng em nói là cũng như xích đây rồi, xích trước đi chị. Dạ em đi thăm chồng em ngày em vô em có nói gì đó, ảnh mừng lắm, ảnh cũng như để trực tiếp nói với anh là mang ơn anh mà không có được cũng như chuyển lời với em là nói mang ơn anh rất là nhiều với cô bác trong ngoài nước giúp đỡ giùm cho em những ngày em khó khăn ở ngoài. Ừ. Ảnh rất là mang ơn nhiều. Dạ. Ảnh vui vậy lắm. Vui hả? Em cũng vui. Ảnh còn mấy tháng nữa ta? Dạ, ảnh nói anh Tết anh về. Tết anh về hả? Dạ. Tết là mãn hạn luôn hay sao? Dạ, là hết hạn luôn đó. Tết này hay Tết dạ, năm sau? Tết này nè. Vậy là còn 2 tháng nữa? 2 tháng hay tháng mấy vậy đó. Vậy là ảnh cải tạo tốt hả? Dạ. Ảnh có cái giấy giảm tha cũng gửi cho em nữa. Ừ. Em có giữ. Ừ. Chị thông báo với ảnh sao mà anh nói vậy? Em nói giống như em ngoài khổ gì đó rồi có anh đó, anh Bùi Hồ, anh như giúp đỡ giùm cho em với cô bác trong ngoài nước. Anh nói anh nghe được chị anh quá mừng. Anh nói mà anh nhớ mắt anh chạy. Chị với anh gặp anh lâu không? Nửa tiếng nói chuyện nửa tiếng. Ừ. Em vui em không biết nói gì. Ừ. Nghĩ là tới ngày em xuống, tới ngày em chết thôi em không được như gì đâu. Em nói thiệt, em cũng nhờ anh giúp đỡ giùm cho em những ngày em khó khăn với cô bác trong ngoài nước, em rất là mang ơn nhiều. Ủa Nhi sao vừa mặt buồn buồn hay vậy? Con nghe mẹ Nhi xích lại đây coi con. Dạ. Sao? Nghe mẹ con nói con khóc theo à. Thì sao khóc theo? Nãy tới bữa thăm ba con có được đi thăm ba, con ở nhà của con rồi. Thăm là mỗi một tháng mình được thăm mấy lần chị? Dạ một tháng thăm có một lần anh. À. Mỗi lần từ lúc anh ở tới giờ là không phải là mỗi tháng em đi thăm được 3, 4 tháng, 4, 5 tháng em mới đi thăm, không chừng không có tiền. Ở nhà lo cho con thôi, cũng đủ cái lượng tiền nó lo cho anh. Dạ. Nhi có muốn nói lời nào không? Dạ con muốn nói là con cảm ơn các mạnh thường quân ở ngoài nước, trong ngoài nước. Cảm ơn để giúp đỡ cho con, để có cái mái ấm, một gia đình. Con nghĩ là con đang mơ. Con nghĩ con đang mơ hả? Dạ. Yeah. Con à, con nói thôi, con nói với cậu sao? Rồi hôm nay Thanh đâu rồi? Thanh sáng giờ đi kiếm nó mà cái sai chị đi kiếm từ nãy giờ mà xong không thấy về. Chị đừng có cho Thanh đi xin nữa nha. Dạ em không có cho mà cứ cho trốn em đi hoài ngày hôm qua. Có anh được đây nè, em không cho đi nữa mà cứ nẹo nẹo đi hoài ngày đi đã rồi nó không về luôn sáng hôm qua nay luôn. Trời ơi. Em cũng không biết nữa, em nói đây chứ. Tính dỗ con bé này ngủ xong em đi kiếm sáng sớm rồi em nha sai nó đi kiếm rồi đó. Kiếm vô trong tới khu bà bác trống, mấy chỗ có mấy cái tiệm game á, cũng không có. Em nói tính cho cái này ngủ xong em đi kiếm nữa nè. Cái này nếu như mà mình lắp tivi thì mình sẽ để đâu ta? Dạ, anh có để sẵn ở trong anh. Cái nào chị? Trong này sao coi? Ở ngoài sao mất á, mất không? Nè, anh ở trong này hả?
chứ có làm cửa luôn mà. Thôi bây giờ tivi mình để trên đây nè. Ờ, cái treo giống hệt như thằng ở bển vậy đó. Dạ. Treo vậy đó, treo rồi nữa mình coi. Hay là mình muốn coi ở trong này? Em muốn coi trong. À coi ở trong ha. Dạ. Rồi hôm nay thì gặp cái ghe của chị, thứ nhất là mình rất là ưng bụng, thứ nhất là lắp tăng điện đường, lắp điện năng lượng mặt trời cho chị xong nè. Và đây là cái lên tích điện, cái bình điện nè. Đó. Thứ hai là cái bộ máy như thế này. Và cái phần này thì chưa có thống kê được cái số tiền, chỉ mới thống kê được số tiền năng lượng mặt trời thôi. Đó. Nhưng mà ở trên cái chiếc ghe này còn thiếu, đó là khi mà Bùi Hồ đứng ở trên cái chiếc ghe như thế này á, cái cảm giác nó còn còn chồng chềnh, còn bị lắc lư. Và theo chia sẻ anh được nói là để ảnh sẽ cập lại cho chị hai cái cây hai bên nó sẽ an toàn hơn. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài sau, mình đi đường nào? Dạ, đi lại trên này cũng được hết anh. Bước lên đi hả chị? Dạ, anh mới đi dưới cũng được nữa, còn mới đi lên đây cũng được. Em đi đường ở trên này đi. Ngủ ở đây là 2 đêm rồi, 3 đêm rồi. Dạ. Ý dạ. Như vui lắm hả? Dạ. Dạ. Cậu cậu gục xuống anh ơi, chứ đầu hết đâu. Đây cái quạt này là của em. Quạt cũ của mình á hả? Dạ. Mình còn thiếu quạt không? Ở dưới thì em cũng thu cây nữa. Mà quạt nghe cọc 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 với anh nhau. Ở đây sống chén rồi ha. Dạ. Cái này là mình để bếp ga. Dạ. Để bếp ga lên đây. Em họ có hỏi nước cho chị luôn, hỏi nước cây á. Dạ, nước cây nè. Nước cây cho nó dễ. Anh tính ra anh xong được à? Tắm rửa á chị, người đi vệ sinh rồi đó. Anh tính nước xong dễ hơn. À, ở đây mình quen không chị? Dạ cũng quen. Quen hả? Dạ. Thường em tích nước lên vậy nè. Có em có làm cái thùng chân nè. Tại vì em làm đúng đó. Làm nè. Dạ. Tích nước lên xài. Chị tích nước lên xài hả? Dạ. Nè tích lên nè. Nhưng mà múc cái này đổ vô. Rồi em hiểu rồi. Ở trong thì anh quay trong đó. Ở trong em có cái gì? Thùng bự đó, múc nước đổ vô nhưng mà em sợ mình sinh hoạt gì nó bất tiện không? Không, không có bất tiện. Dạ. Cũng yên. Vậy ha. Dạ. Ở ngoài sau này có cái thềm này cũng yên ha, dạ. Cũng mình giặt rửa rồi cũng yên dạ. Hả chị ha? Dạ. Nói chung là nó giống, nó không khác là một cái nhà. Nhưng mà bây giờ nó hơi bị chập, nó bị bồng bềnh á. Nó hơi bị khó chịu. Đó, ở đây là cái nhà vệ sinh. Bên đây là cái nơi này là cái bếp của chị. Hiện nay chị có cái bếp ga nhỏ thôi. Yeah. Bùi Hồ sẽ mua cho chị một cái bếp ga loại lớn. Đó. Với lại một cái tivi. Cần niệm không chị? Dạ, khỏi lên rồi. Nó cũng cần ngủ niệm. Nhi thích ngủ niệm không? Không, có cho con cái này nè. Con. Con thì con sao con cũng được chứ. Ở trên đây có cái bật à cái này là điện, này là điện sống đúng không? Điện năng lượng đó hả chị? Chỉ là con em đang xài điện sống là mấy cậu ổng làm. À còn đâu bật đèn lên cho em xem với coi. Bật đèn lên nha Nhi. Nhi con bật đèn lên đây. Đèn luôn. À sáng rồi. Dạ. Ngoài trước nữa. Ở trước nữa. Ngoài trước là ở dưới hả Nhi? Dạ, ở dưới bóng anh. Ồ, nhà sáng nhìn thấy đẹp ghê luôn á. Thôi một lần nữa thì Bùi Hồ xin cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều. Thì hôm nay á, thì đến đây chút xíu Bùi Hồ sẽ công bố danh sách ủng hộ cho cô bác quý anh chị của anh Lý Văn Thiệu và cô Sơn là Việt Kiều Mỹ. Hai người là Việt Kiều Mỹ hết. Thôi bây giờ thì mình sẽ kết thúc clip này để quan sát cái ngôi nhà của chị. Tối sẽ đẹp lắm. Tối đẹp lắm hả? Dạ. Quan sát cái ngôi nhà của chị xong rồi bây giờ mình sẽ đi sắm một số thiết bị đồ dùng cho gia đình của chị, bàn giao cho chị cũng như là công bố số tiền của Mạnh Thường Quân ha. Dạ. Rồi cái đây là muốn quay cho cô bác quay cái tấm pin năng lượng mặt trời nè. Đó là nguyên một cái hệ thống gồm có pin, tấm pin đó với lại bình ắc quy với lại đèn và công hết luôn là 8.954.000. Bùi Hồ cũng đã chuyển khoản cho bạn Di rồi. Duy thì làm rất là chắc chắn và an toàn, cũng được mọi người tin tưởng lắm. Rồi,
Trưa nay không nghỉ trưa luôn hả mấy bác? Chưa tới giờ ăn cơm hả? Dạ chưa tới giờ ăn cơm. Thôi con đi nha, con đi mua đồ cho chị.